Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cựu đồng minh hàng đầu của Barack Obama bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng. Sự cố của Barack Obama gây ra cho Biden khiến các đảng viên dân chủ khiếp sợ. Thêm 4 trường hợp sinh viên Trung Quốc đến Mỹ bị thẩm vấn và trục xuất và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, cựu lãnh đạo Chicago, Alderman S Burke người từng là một trong những quan chức quyền lực nhất thành phố, đã bị kết án 2 năm tù hôm thứ Hai về tội tham nhũng. Berkey bị bắt vì tội gian lận liên bang, hối lộ và tống tiền về sử dụng vị trí quyền lực của mình tại tòa thị chính để lôi kéo các hợp đồng béo bở cho công ty của mình bằng cách tống tiền các doanh nghiệp thuê công ty luật của mình để đổi lấy kết quả thuận lợi cho các yêu cầu kháng cáo thuế tài sản, giấy phép kinh doanh và các dịch vụ khác của thành phố. Vào ngày 21 tháng 12, cựu thị trưởng bị kết án về tất cả 13 tội gian lận, tham nhũng, gạ gẫm, đòi hỏi, nhận hoặc đồng ý nhận vật có giá trị, sử dụng cơ sở liên bang để thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp và cố gắng tống tiền. Vụ án chủ yếu dựa trên nhiều giờ video được ghi âm bí mật và các cuộc trò chuyện qua điện thoại với cựu Alderman Danny Solis, người đã đồng ý làm gián điệp sau khi anh ta cũng bị bắt vì tội tham nhũng. Berkey bị kết tội cố gắng gây áp lực cho các nhà phát triển bưu điện cũ của Chicago, chủ sở hữu của Burger King ở khu Tây Nam của ông ta và chủ sở hữu cửa hàng đồ uống Binnis phía Tây Bắc thuê công ty khiếu nại thuế. Các công tố viên đã yêu cầu mức án 10 năm tù cho ông Berkey. Tuy nhiên, vào hôm thứ Hai, thì cựu đồng minh hàng đầu của Barack Obama đã bị kết án 2 năm tù và được thông báo rằng ông có thời hạn đến ngày 23 tháng 9 để trình diện để bắt đầu bản án của mình. Theo WLS TV ở Chicago, Berkey chỉ là một trong gần 39 chính trị gia khu vực Chicago bị buộc tội tham nhũng liên bang chỉ trong vài năm qua. Danh sách những người bị truy tố tội tham nhũng bao gồm cựu chủ tịch Hạ viện Đảng Dân Chủ Illinois, Michael Madigan, người nắm giữ quyền lực chính trị ở Illinois trong 40 năm và là chủ tịch hạ viện trong 38 năm từ năm 1983 đến năm 2021. Sự cố của Barack Obama gây ra cho Biden khiến các đảng viên dân chủ khiếp sợ. Quý vị thân mến, Obama gần đây đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trong chiến dịch tranh cử của Joe Biden khi cử tri lo ngại về sức khỏe của ông Biden ngày càng tăng tuy nhiên sự giúp đỡ trực tiếp của obama dường như không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho biden không biết là obama vô ý hay có kế hoạch gì đằng sau khi một đoạn video hôm chủ nhật cho thấy obama hướng dẫn biden rời khỏi sân khấu tại một buổi gây quỹ khi biden bị đồng cứng đoạn video xuất hiện giữa một số video cho thấy biden gặp trục trặc ở nơi công cộng làm dấy lên lo ngại rằng obama cố tình phá hoại biden bằng cách đuổi ông ta ra khỏi sân khấu các bác sĩ y khoa đang suy đoán rằng ông Joe Biden có thể mắc bệnh Parkinson dựa trên những trường hợp ông đứng đơ người tại các sự kiện công cộng. Dưới đây là ba ví dụ điển hình về điều này trong vài ngày qua. Đầu tiên, khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý hồi đầu tháng này, Tổng thống dường như đi lang thang để nói chuyện với những người lính dù đã tham gia biểu diễn nghệ dù. Rồi vào tuần trước, Biden trông như chết cứng trên sân khấu tại một buổi gây quỹ ở Los Angeles. Cựu Tổng thống Barack Obama sau đó bước vào, nắm tay ông và dẫn ông ra khỏi sân khấu. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Nam California, tiến sĩ Sala Nazarian, một người ủng hộ Donald Trump, đã đăng video từ một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc vào ngày 16 tháng 6. Trong đó, Biden cũng có vẻ như đứng hình. Hiện tượng đông cứng, khuôn mặt đờ cứng, giảm khả năng vung tay, ít chớp mắt hơn, vân vân, có thể do rối loạn thần kinh trung ương như Pakistan. Bà viết về sức khỏe của Biden. Nếu đây chỉ là một người lớn tuổi bình thường thì tôi sẽ không đăng bài về nó. Tuy nhiên, điểm yếu được nhận thấy ở vị tổng tư lệnh của chúng ta là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Bây giờ chúng ta cần một nhà lãnh đạo toát lên quyền lực và sức mạnh. Chúng ta cần mang lại sự xuất sắc, công lao và tình yêu dành cho nước Mỹ. Chúng ta cần phải thống trị tất cả sự điên rồ này. Tiến sĩ Ziad Nadresdin, một nhà thần kinh học, người đã phát minh ra bài kiểm tra nhận thức tiêu chuẩn vàng nói với Daily Mail của anh rằng nó lấp là một triệu chứng của bệnh Pakistan, ảnh hưởng đến mức độ học môn não liên quan đến chuyển động của cơ thể. Việc Biden có thói quen nhầm lẫn tên và ngày tháng của mọi người cũng có thể là một dấu hiệu. Điều đó có thể xảy ra đôi khi chúng tôi mắc sai lầm, nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, tôi nghĩ nó sẽ gây lo ngại. Nat nói, vào tháng 2, Biden đã gọi Abdel el LCC của Ai Cập là Tổng thống Mexico. Và cùng tháng đó, thì ông gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là Branskoy Mr. Ren. Mr. Ren, cựu Tổng thống Pháp, qua đời năm 1996. Vài ngày sau, ông đề cập đến cuộc trò chuyện mà ông nói với Hal Mosko của Đức vào năm 2021, nhưng cựu thủ tướng đã qua đời vào năm 2017. Biden muốn nói đến cựu thủ tướng Angela Merkel. Trang web của tổ chức Parkinson cho biết rằng khó di chuyển và đi lại là một triệu chứng ban đầu khác của lệnh, cũng như giọng nói nhỏ hoặc trầm, khuôn mặt bị che và chóng mặt. Tiến sĩ Stuart Fisher, một bác sĩ nội khoa ở thành phố New York, trước đây đã nói với Daily Mail về sức khỏe của Joe Biden. Chúng tôi đã quá hạn cho loại cuộc điều tra này từ lâu. Không ai thích thừa nhận hay thừa nhận sự trôi qua của thời gian, cho dù đó là tôi hay là Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng trong một số trường hợp nhất định, bạn phải làm như vậy. Bác sĩ lập luận Biden là một công chức, một quan chức dân cử và cần có một số trách nhiệm đối với những người đã bỏ phiếu cho ông ấy. Thêm 4 trường hợp sinh viên Trung Quốc đến Mỹ bị thẩm vấn và trục xuất Thưa quý vị, trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng hơn và mối đe dọa xâm nhập của Trung Quốc đối với Mỹ ngày càng gia tăng, vấn đề nhập cảnh từ Trung Quốc là trọng tâm của hải quan Mỹ. Mới đây, tin bốn sinh viên Trung Quốc bị thẩm vấn và trục xuất lại trở thành tâm điểm. Truyền thông Trung Quốc cũng đề cập đến vấn đề này, cho hay ba người đã bị trục xuất về nước. tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin vào ngày 22 tháng 6 rằng, bốn sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để học tập và tham dự các hội nghị học thuật gần đây đã bị thẩm vấn tại hải quan Mỹ. Theo đó, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ CBP đã đưa họ đi thẩm vấn hơn 10 giờ. Họ bị thẩm vấn về tình trạng cá nhân và gia đình việc học tập và thực tập tại Mỹ, liệu họ có phải là đảng viên Trung Quốc hay không và liệu họ có hợp tác với chính quyền Trung Quốc hay không. Nguồn tin cho biết, cơ quan chức năng Mỹ đặc biệt quan tâm đến bối cảnh đảng viên, vấn đề chính trị và nền tảng nghiên cứu khoa học liên quan đến ngành máy tính của họ. Được biết, họ đều có nền tảng khoa học và kỹ thuật, trong đó có hai người có nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Tờ China Daily cáo buộc các quan chức thực thi pháp luật Mỹ đã giữ sản phẩm điện tử của một người và buộc ba người khác về nước. Ngoài ra, thì Mỹ cũng từ chối cho hai người có liên quan liên lạc với người thân, bạn bè, khiến một người mất liên lạc hơn 30 tiếng. Trong những năm gần đây, khi mà mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục căng thẳng, cộng thêm các vấn đề sinh viên và học giả Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động tình báo hoặc có vấn đề là người của Trung Quốc, nhà chức trách Mỹ ngày càng cảnh giác và những người Trung Quốc đến Mỹ đã trở thành trọng tâm của hải quan Mỹ. Bloomberg đưa tin vào tháng 5 năm nay rằng, Kể từ đầu năm nay, đã có hơn 20 sinh viên Trung Quốc phải chịu các cuộc thẩm vấn kéo dài khi vào Mỹ. Hầu hết các mối quan tâm nghiên cứu của sinh viên Trung Quốc này bao gồm các lĩnh vực nhạy cảm như AI, khoa học thông tin, an ninh mạng, kỹ thuật điện, kỹ thuật phần mềm. Khi thẩm vấn, họ phải xuất trình điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử cầm tay khác. Sau đó, thị thực sinh viên của họ được hủy bỏ và họ được thông báo rằng họ sẽ không được phép vào Mỹ trong 5 năm. Những sinh viên này đang theo học tại các trường đại học lớn có uy tín tại Mỹ, bao gồm Đại học Yale, Đại học John Hopkins, Đại học Virginia. Theo đài VOA của Mỹ, số liệu thống kê cho thấy hiện có gần 300.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ. Kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay, có ít nhất 20 sinh viên Trung Quốc đã bị trục xuất tại Hải quan Mỹ nhà nghiên cứu mastil brazil tại tramtow foundation một tổ chức cố vấn quốc phòng ở washington đồng thời là tác giả của cuốn sách gián điệp trung quốc sai lược về tình báo thẳng thắn nói rằng mặc dù ông không loại trừ khả năng có thể xảy ra lỗi hệ thống thế nhưng đại đa số các trường hợp bị cấm nhập cảnh vào mỹ là có vấn đề thưa quý vị ông nói lý do khiến cho hải quan mỹ chặn người nhập cư để thẩm vấn thường là do lý lịch thực tế của họ không phù hợp với nội dung đơn xin thị thực như thường lệ trung quốc sẽ chỉ ra những nhận xét giận dữ mà không nêu rõ tình trạng của những sinh viên bị từ chối nhập cảnh này có nghĩa là có những lo ngại về an ninh không chỉ đối với mỹ mà còn đối với cả trung quốc ông chia sẻ theo quan điểm của tôi mỹ có đủ lý do để cấm nhập cảnh đối với những ứng viên cụ thể này vào tháng 5 năm 2022, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump đã ban hành sắc lệnh 10043 cấm sinh viên và học giả Trung Quốc có liên quan đến quân đội của Trung Quốc và có thị thực F và thị thực J vào Mỹ. Vào ngày 3 tháng 12 cùng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành các quy định mới hạn chế các thành viên của Trung Quốc và các thành viên gia đình trực tiếp của họ đến Mỹ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV e Post Time.